Đời sống của con người ngày càng cao, nhu cầu làm đẹp cho không gian sống cũng được coi trọng nhiều hơn. Một trong những chất liệu gỗ cao cấp được rất nhiều biệt thự, căn hộ chung cư lựa chọn cho các nhóm đồ nội thất nhà mình chính là gỗ óc chó. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Sao Bắc Cực giới thiệu sản phẩm bộ giường ngủ cao cấp được làm bằng gỗ veneer óc chó, được nhập khẩu nguyên chiếc với giá thành hết sức hợp lý. Gỗ veneer óc chó là loại cây sống lâu năm, vì thế độ cứng và bền cao. Loại gỗ có giá trị cao này thường được tẩm sấy rất kỹ lưỡng để đảm bảo quá trình sử dụng lâu dài. Bộ sản phẩm giường ngủ được làm từ gỗ thịt, thành gỗ ghép và mặt bên ngoài được phủ một lớp veneer óc chó cao cấp, áp dụng công nghệ sơn piano cao cấp. Lớp piano có tác dụng chống cong vênh, chống muối mọt, đặc biệt tạo độ bóng đẳng cấp cho sản phẩm. Hơn thế nữa, phần da đầu giường của Sao Bắc Cực là da nguyên miếng nhập khẩu từ Ý với độ bền cao và dễ dàng vệ sinh. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Sao Bắc Cực, hotline 0912 364 696.